Vâng, GMD xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay thì em có tiếp tục ít hàng thanh lý cho các bác. Thực ra số lượng hàng gấp đôi cơ, nhưng vì có những cái hàng thanh lý là các bác đến cửa hàng là các bác cũng lấy luôn. Có những bác đến thấy có hàng đấy bác lấy luôn. Nên là em còn gần này, em thanh lý cho các bác. Thì hôm nay thì báo cáo bác thì có một cái trong chỗ thanh lý này thì có một rất là cái đáng buồn là đôi loa này bác khách mua hàng bãi xịn của một cơ sở gần nhà. Bác mua hàng bà giá thành hàng bãi xịn mua 11 triệu đồng đôi, nhưng đến khi bác ra đổi để đơn vị mình đổi sang đôi JBL ấy thì hóa ra đây là hàng giả bãi các nhá, hàng giả bãi. Rất thất vọng. Và giả bãi nghĩa là bác biết thế nào rồi. Thì nghĩa là cái loa này nó loa sản xuất Trung Quốc nhưng được về anh em là hun lên giả bãi, và đây là trường hợp đầu tiên mà em từng ngày em bán hàng em gặp trường hợp là bị giả bãi kiểu này. Nhà em mua là thanh lý lại của bác khách thôi, nhưng mà đây là trường hợp giả bãi các nhá. Giả bãi để các bác nên chọn những cơ sở uy tín bác mua cặp loa. Thì bác mua người ta làm giả bãi thì nhìn bên ngoài nó rất là giống hàng bãi các bạn. Đây, tiến nước anh thì tép cái em rơi. Em phân tích qua đôi loa đã để bức xúc thay cho bác khách này. Mã của nó B3HS112. Bác nhá. Nghe giả bãi là gì, cái sơn nó làm này. Sơn thì sơn khi hàng Trung Quốc làm mới thì là rời rồi, nhưng khi về đến Việt Nam người ta hun này. Hun cái logo ấy nó mờ đi. Không biết hun kiểu gì thì em không biết được, nhưng chỉ biết là hun nó mờ đi. Mờ như kiểu hàng bãi dùng đến cả 5-7 năm, 6-7 năm gì đó. Đấy. Mờ đi. Thùng gỗ ván ép các bác nhá. Một đôi này nếu mà hàng xịn của nó sẽ là rơi vào khoảng 11 triệu một đôi. Đây hàng ông mua nhầm hàng giả bãi. Thì em nhập lại em bán rẻ cho bác mức giá là 3.700.000 đồng các bác nhá. 3.700.000 đồng đôi này. Coi như là bác mua hàng Trung Quốc. Nói chung về cơ bản thì tiếng rất là hay đối dòng này. Dùng chép nó đây. Chép cũng bị hun nữa nhá. Bác nhìn chép hun. Hun mới như là tem vàng đi. Hun khói mới hun cả cái bông này. Vừa làm giả cái dây quấn này. Ốc thì ốc lục. Bắt gen, hàng Trung Quốc thì nó ốc lục bắt gen, còn nếu hàng Việt Nam thì nó bắt vào thẳng cái gỗ này luôn. Và hàng Việt Nam ấy thì thường cái này nó không phải gỗ ép mà nó sẽ là bằng gỗ bột thôi, gỗ bột giấy đâu. Của đôi loa này em bán hộ bác khách là 3.700.000, bác nâng cấp lên đôi JBL, một đôi duy nhất bắt 30 các bác nhé. Về bác chơi thì nói chung là ở phân khúc này thì bác chơi rất là vô tư. Và bên cạnh đây nữa là một con đẩy bãi xe 9 Crest Auto, đây hàng bãi xịn bác nhá. Bác nhìn cái điểm keo nó này, cái keo này ý, nó là cái keo bác nhá, keo đổ sò, tất cả điểm keo đổ sò. Bác nhìn đục đục này thôi nhưng không phải vết gì đâu, mà là vết keo nó bám lên, nó bung keo ra. Keo cũ, con nguồn rất là lớn, với công suất cho ra là 800W một kênh, đánh được tốt một cặp 30 thêm một cặp 25 các bác nhá. Giá thì em sẽ thanh lý đôi cục đẩy này, giá là 3.300.000 đồng cục đẩy này, 3.300.000 đồng con đẩy xe 9 Grand Auto này, hàng bãi xịn. Và bên cạnh đây nữa thì em có một chiếc SUV hơi Akai, hôm trước bác khách ra để đổi lấy đôi B3X12i bên em này, thì còn trước này, đợt này nhận được mới. Quả SUV bắt 25 là đánh cực kỳ lực luôn. Gần bác nhìn gần bác biết rồi đúng không ạ? Nói chung SUV hơi AK này bác biết rồi. Em hôm trước về này, trước em về hàng 40-50 đôi. Em bán hết rồi cái gần, bác nhìn cái màng nó này. Giấy xếp rất là gần, dày nhá, giấy quịch luôn. Bác nhìn cái màng biết rồi, côn bên trong nhìn thấy cổ côn, pích từ dày. Đánh cực kỳ lực, đánh ở không gian từ 30-35 m. Đây là SUV hơi các bác nhá. Lưu ý là SUV hơi AK thương hiệu của Nhật Bản. SUV hơi bắt 25. Thì quả này em sẽ thanh lý cho bác khách là 1.900.000 quả bác nhá. 1.900.000. Bình thường em bán quả này 2.600.000 một quả này, em bán 1.900.000 nữa. Cái dòng này tiếng rất là hay, những bác nào đã sử dụng con SUV AK này rồi thì cho Hiếu Minh xin một comment. Côn rất là lớn, bán 25 nhưng từ lớn, côn lớn, từ 200 các bác nhá. Từ 200, côn nó côn gần côn 100 các bác nhá. Dày quịch nữa. Màng cao su thì không lo bị mục gân. Bên cạnh đây nữa thì là em có một chiếc vang của WeWood KM8FX. Con này thì dùng
chung là rất là ok. Bác khách nâng cấp lên con vang số bên đơn vị của mình, vang DBS 800. Thì con này em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 1.600.000 đồng các bác nhé. Một con vang có revert chạy chip 48 bit, có bluetooth, có cổng quang chống hú. Con vang này các bác mua trên thị trường là ra gần 2.7-2.8 con này, em bán 1.600.000 các bác nhé, giá trên chào bán tại cửa hàng, hàng zin xịn. Bác yên tâm nhập lại thì em phải kiểm tra thôi. WeWood KM8FX các bác nhá. Bên cạnh đây nữa thì có con vang cơ B3, con này thì của đơn vị em, em thâu lại của bác khách, bác nâng cấp lên vang số B3 DSB 9000. Con vang cơ có tích hợp cả bluetooth, cả cổng quang các bác nhá. Đây cái dâu anten của em nó này, phải chặt này, bluetooth, cổng quang này. Thì con này em sẽ bán cho bác mức giá là 900.000 đồng các bác nhá, 900.000 đồng vang cơ B3 DSB 9000. Bên cạnh đây nữa thì em đang có mẫu lưng mới tinh, bảo hành 1 năm các bác nhá. Thì em thâu lại bác khách thì em bán cho bác mức giá bảo hành 1 năm, bác con hàng mới tinh PSV 800, mẫu lưng tiếng có màn hình nước đây này, giá cực kỳ hợp lý, giá 1.000.000 đồng bảo hành 1 năm. Và một chiếc vang PS SV 12 các bác nhá, SV 12 thâu lại bác khách bảo hành 1 năm luôn bác nhá, nguyên hộp bảo hành 1 năm mới tinh, giá 1.200.000 đồng bảo hành 1 năm các bác nhá. Tích hợp bluetooth cổng quang, con này tiếng echo rất là hay, bluetooth cổng quang đầy đủ. Để tổng quan có một chút hàng thanh lý cho các bác khách, các bác anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị Hiếu Minh Auto, có địa chỉ tại 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, hoặc liên hệ em qua trực tuyến online đây các bác nhé. Xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.